Khách thân mến, Phương Mai Như Huỳnh mến chào mọi người. Và cả nhà ơi, thì em đang ship hàng để gửi cho khách nha. Rất là nhiều loại bên Vườn Mai của Huỳnh nha cả nhà. Em ngày nào em cũng chuẩn bị đem đóng hàng em gửi cho mọi người ha. Thì em mời cả nhà mình tham khảo là mấy chục loại mai giống bên Vườn Mai em nha. Và đầu tiên á, sẵn có mặt hoa, em giới thiệu cả nhà mình cái bông hoa cúc 7 tầng, hay còn gọi là cúc tiên ong á cả nhà. Khá đẹp luôn, nó có 7 lớp cánh ha. Và quá trời cái độ vung rất là đẹp của nó nè cả nhà. Đó. Hoa thì hoa chùm, một cái nụ nó sẽ lên được bờ 3-4 cái bông luôn cả nhà. Và cả nhà nhìn xem nè, về cái tiết diện của nó thì cũng khá đẹp ha. Khá to ha cả nhà. Đây. Nó cỡ ba gần 4 ngón tay em ha. Đó. Và cái nhiều cánh, nhiều lớp cánh y như cái bông cúc luôn á cả nhà. Và rất là duyên luôn. Đó, đây là cúc 7 tầng, còn gọi là cúc tiên ong ha. Và cái nụ nó u nu nè cả nhà. Thì bên đây em có một cái lô này nè, là rất là cứng cáp rồi mọi người. Đó, ghép gốc nhớt ha. Cao khoảng cỡ 3 tấc đổ lên, 36cm đổ lên nha cả nhà. Có những cây thì nó cũng được khoảng hơn 36cm. Thì em ghép gốc nhớt quấn rễ á mọi người, nên là nó cũng chỉ cỡ như là cái đầu đũa mà chúng ta không ăn cơm ha. Đó. Thì lâu lâu mới có được cỡ như là ngón út em ha cả nhà. Cây á là nó mới giống nên nó không có được cái ghép cái gốc bự ha. Cái này mình về á mình sẽ lấy được ít bo rồi mình nhân giống ra bằng cách là mình sẽ ghép vào cây mai phôi hoặc là ghép gốc nhớt á để cho chúng ta nhân giống ra ha cả nhà ha. Thì cặp như thế này sẽ là 250 một cặp. Và ba cây á thì em sẽ bao phí vận chuyển nha cả nhà. 125.000 một cây. Đó, em thấy thì cả nhà mình cũng có lấy bo được cũng khá nhiều á cả nhà. Rồi, đây là cúc 7 tầng hay còn gọi là cúc tiên ong nha. Rất là đẹp. Rồi em qua một loại nữa đó là cúc bi. Cúc bi nè. Cúc tư long á cả nhà. Cúc bi 80 ha. Đó, quấn rễ như thế này. Nó cũng cao 36cm đó mọi người. Chúng ta cũng lấy bo được luôn. Đó, cúc bi. Rồi bên đây em có cúc tư long luôn. Cúc tư long nè, cũng 80.000 một cây luôn cả nhà. 80.000 một cây luôn ha. Đó, cây này làm giống thì nó không bự lắm nha mọi người. Còn nếu như cả nhà muốn lấy bo thì em có cái mẫu tư long này nó hơi cao nè, mình định lấy bo. Rồi bên đây em có cái dòng mai này là cúc gia định ha. Chơi lá rất là đẹp và chơi hoa thì cực đẹp nha cả nhà. Em ghép quấn rễ cũng khá đẹp luôn á. Rễ quái nè mọi người. Đó. Cỡ đầu đũa mà chúng ta không ăn cơm nha. Rồi, thì loại này cao cũng khoảng cỡ 36cm. 100.000 một cây và ba cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. Đó, đây là cúc gia định nha cả nhà. Hình con thú nè. Cúc gia định. Rồi bên đây. Bên đây em có đại lộc. Đại lộc Tân Châu nha cả nhà. Thì cái đại lộc nè. Cả nhà thấy là nó cao cũng khoảng cỡ 2 gang tay em nha, 36cm. Loại này thì nó được ghép cũng được 2 năm cả nhà. Cái chọt của nó thì cỡ như ngón giữa, ngón út em ha. Đây, nó ôm nụ chi chít rất là nhiều rồi nè cả nhà. Loại này thì 125.000 một cây nè. 125.000 một cây ha. Và 3 cây thì 4 cây thì em bao ship nha cả nhà. 4 cây em bao ship. Đó, đây là đại lộc. Rồi bên đây thì em có Tân Châu luôn. Tân Châu cũng vậy luôn cả nhà. Cũng khoảng cỡ 35cm, 36cm à. Đế đẹp cành nhánh ha. Mình về mình lấy bo được ha. 125.000 cây. Rồi ngoài cái đại lộc Tân Châu ra thì em còn cái hoa hồng Thanh Tú nữa. Giống mới nè. Cúc hoa hồng Thanh Tú mọi người. Loại này thì em đang bán là 100.000 một cây nè. 100.000 một cây để mình lấy giống ha. 3 cây thì em bao ship. Rồi bên đây là em có cúc cam. Cúc cam mọi người. Cúc cam nè. Loại này 80.000 một cây nè. Và 3 cây thì đây cúc cam bên đây cả nhà. Cúc cam 80.000 một cây. 3 cây thì em bao phí vận chuyển cho mình ha. Cúc cam cũng lấy bo được cả nhà. Rồi ngày đây em có cúc VIP. Cúc VIP là 80 nha cả nhà. Cúc VIP là 80. Lấy bo được luôn, nó cũng cao ha. Mình sưu tầm nhiều giống để cho nó mới cả nhà.
Rồi bên đây em có 150 cánh nè, ngọc mai nè, 2 tầng nè, 150 cánh nè, đa số mây giống em nhắc đi nhắc lại hoài luôn á, là nó chỉ cao để nó có chiều cao chúng ta lấy bo thôi nha cả nhà. 80.000 cây. Đây cả nhà, trời ơi cây siêu nụ nó nở nè mọi người. À, nó nở quá trời luôn nè, cả nhà thấy không? À, quá trời chít nở mà đó, nó nở nè, em lãi lá một vài lá cho cả nhà mình xem nè. Đó, cây siêu nụ nè. Thì em có siêu nụ này nè, là 100.000 cây nè cả nhà. Đó, 4 cây em bao ship á, siêu nụ. Rồi à, bên đây nè, em có 2 tầng bông đội bông nè. 80 luôn nha cả nhà, 80. 80.000 một cây á. Rồi em bên đây có rồng bay cũng 80 luôn. Rồng bay 80 luôn hết cả nhà, cao hơn hợp luôn. Rồi ngọc mai luôn, ngọc mai 80 luôn cả nhà. Ngọc mai cũng 80 luôn. À, cúc không nhị nó có nở hoa nè cả nhà. Trời ơi cưng ghê chưa. Mà cái này nó nở chắc lâu rồi. Bên đây. Wow, mấy cây mini nó nhạnh nở nè mọi người. Cưng ghê luôn á. Quá trời luôn, nhiều cánh ghê luôn á cả nhà. Ha. Cây này thì em đang bán là 80.000 một cây. Cả nhà nhìn cây siêu cưng luôn nè. Quá trời bông luôn cả nhà. Đó, 80.000 một cây ha. Hàng này em đôn ra nó đang đôn nhánh này cho nó tàn nhảy nhánh á mọi người, nên là nó tức nó ra nụ quá cả nhà. Nó ra nụ quá trời luôn nè. 80.000 một cây ha. Và 3 cây em bao ship, không nhịn bằng huyết long. Rồi bên đây em có cúc họ Hương nữa nha. Cúc họ Hương này là giống như tôi nói mạnh nè cả nhà. Loại này thì 80.000 một cây. 3 cây thì em bao phí vận chuyển ha, 10 cây em tặng 1. Này về chúng ta lấy bo được nha cả nhà. Góc đẹp ha, em thấy có một vài cây nó ôm nụ rồi nè. Đó. Họ hương hoa thơm, hoa cúc thơm, nhiều cánh. Nó ôm nụ chi chít nè mọi người. Đó. Đế thì đế đẹp nha, đế đẹp. Bên đây đế đẹp nè cả nhà. Đó. Cây họ Hương này đẹp ghê chưa. 80.000 một cây ha. Rồi bây giờ là cúc xong rồi cả nhà. Bây giờ em tới giảo nha. Dạo thì hổm là có cái giống dạo hoàng đế bông bự á cả nhà, bông 7-8 cm á, hiện 100.000 cây nè. Đó, này về mình lấy bo được nha. Góc đẹp ha, cành cao cũng khoảng cỡ 3 tấc 36 cm đổ lên. Có cây nó cũng cao hùn hụt luôn nha cả nhà, nó đang ôm nụ rồi nè. Đó. Rồi em có lá ngọc cành vàng luôn, lá ngọc cành vàng nè, cái đợt nè cả nhà. Lá ngọc cành vàng này thì 90.000 một cây ha, 90.000 một cây. Và 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Lá ngọc cành vàng. Đây cho cả nhà mình xem mà cây dài hừng hực luôn nè. 4-5 tấc luôn á, chúng ta lấy bo. Rồi bên đây em có là giảo đọt đỏ nè. Giảo đọt đỏ ha, 80.000. Rồi giảo cam. Giảo cam cũng 80.000 luôn. Đó, cây nè. À quên xin lỗi, giảo cam 100.000. Cao hừng hực luôn. Rồi bên này em có là giảo nhung luôn. Giảo nhung nè. Cây nó bé bé tèo tèo vậy thôi ha, nhưng mà nó đang hút hàng lắm mọi người, chúng ta lấy được ít bo đó, 80.000 luôn. Rồi bên đây em có cái này Indo nè mọi người. Cây giảo Indo mà hổm mà Quỳnh có quay mặt hoa của cây vườn nhà Huỳnh á, hình nhân giống ra nè. Cây bây giờ nó cao cũng được khoảng cỡ 36-40 cm rồi. 4 tấc luôn á cả nhà, nó cao người ngồi luôn nè. Đó, 100.000 cây nha mọi người. 100.000 cây, 3 cây em bao ship. Giảo Indo ha. Rồi à, ngoài ra thì Quỳnh còn có mấy loại nữa nha cả nhà. Có sắn, giảo tự sắn nè cả nhà. Nếu mà muốn ai muốn lấy bo và nuôi chăm á, từ từ á, thì chúng ta có cái loại này ha, em bán 350 ba cây nè. Gốc to nè, cả nhà thấy nè, sẵn như thế này ha, về mình cũng lấy được ít bo á. Rồi ai yêu thích thì alo em ha. Và khách ơi thì ngày nào em cũng tranh thủ em đóng hàng cho khách nha. Ngoài cái mai giống ra thì Quỳnh còn có là mai Phúc Tân, mai Phú Tân và mai Hữu Đức nữa nha cả nhà. Thì em sẽ kết thúc video ở đây và hẹn cả nhà mình video sau. Và mọi người hãy bấm kênh đăng ký để có thể xem những cái video của em Huỳnh ạ. Em Huỳnh mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.